Cho nên nó mò tuốt tay này xuống luôn rồi. Mò đủ mẹ nó, tao định mò tới đây két nghe, tao tới đây cái nó ốm định két rồi, tao nói thôi mò chút xí nữa, mò phình ra. Phình ra đi tiếp. Chứ cát cái đó đâu có giá trị. Tính là mấy ông này không chịu khó không mò cái mày. Ở mình là mua đi mọn vậy nè. Mò anh đồ đó, mò anh báo vậy đó. Anh thấy cái cây nó đừng được rồi, có được anh. Mà báo bù anh báo hả? Dạ. Rồi về tới nhà vẫn còn trúng mà. Trúng trúng miếp đó thì. Trúng nghe trúng trầm nè. Bắt cái ra bây giờ trả lên nó mới thấy đẹp. Trả lên đi. Để cho mò ghê chứ. Nó lo khúc là cho mò tới đó ghê hụn á. Không chịu khó đó chứ anh mò. Cha đầu ghê lắm, cha đầu như mối vậy mà. Mò có mấy rữ đất ấy gì nè. Cha chịu khó đầu đúng không? Cha đầu có lạnh ngát. Cha lưỡi mà cha đây tôi có ghe rồi nó cào cho mà tôi nói. Mày mình cha đi trước ghê dễ phát mà. Cha đi sau lưng cho là đứng. Có cái gỗ kìa. Bữa nào anh cắt cho thằng Khiêm cái dù đột mới ra anh em. Bữa nào anh cắt cho nó cái dù cấp cho nó cái dù mới. Giờ cũng được 6 điểm rồi đó. Ê, anh nói xuống là thấp vậy anh. Sao rử đi. Sao rử thôi. Sao rử thì làm tròn 3 điểm luôn đi. Anh tay đi, tay đi. Ý là đục vừa thôi. Mà sao này nó sống rồi, nghĩa nó thật có sống rồi. Trồng là phải sống mới trồng. Tàn ăn dữ rồi nè. Có là tao đụng dĩa đầu nó đi. Dạ nó giếp cái mám rồi cái có kè đó. Tao hổng mà cái bún, cái ngộ mình không thấy. Cái gỗ ấy, mà đồ lấy bầu nữa. Cái gỗ ấy, cái chạy nhánh, đám, cái đám, 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 đám. Đó mà nó cầm.
xếp chọn. Đẹp. À, cắt dẫn dẫn mà thấy cũng đẹp. Bây giờ thấy nó căng đấu lại rồi. Tích tơi tích lọc quá. Chừng chứ chả gì mà đó chưa kịp trồng nó mắc khóc ra nó lấy. Bộ rau hơi giờ đó, xem về bộ đi. Lấy thấy họ không cấp cho anh Khiêm, các bạn nghệ nhân là đúng không? Đúng, chính xác. Nó cài dài nó đem nó cắt dài ra mà cấp các bạn cho được mà dài mà cứ đòi chứng chỉ nghệ nhân miếng con phó dài này. Ôi trời. Cài thêm một sáu mà nó cắt ra đẹp vậy nè, không chịu cấp chứng chỉ cho nó không được rồi. Long chồng biết không?